tiếp tục là một ông Tây. Hello, Mr. Tây Râu, mời giới thiệu. Xin chào mọi người, mình tên Phúc Mập đẹp trai nhất Hồ Chí Minh. Mình yêu Việt Nam vì tất cả món ăn ở đây là số 1. Thank you anh Phúc Mập. Anh Phúc Mập nói chuyện rất là kiểu rapper ha. Ủa sao em rành kiểu rapper vậy? Dạ. Anh kỳ quá. Ý. Anh Phúc ơi, anh có làm rapper không? Dạ, đang quay một phim về âm nhạc rap bây giờ. Can you rap right now? Đêm không sao, trăng lên cao, mưa rơi rơi dạng vậy đó. Phúc Mập đẹp trai, this is for my gingers. Don't share my food, you can cry me a river. Used to be a chicken, but now it's a duck. You can rub my boom tall to get some good luck. Oh, thank you, Phúc Mập, yeah. Một chút tiếng Anh, một chút tiếng Việt. Thank you, Phúc, yeah. Xin chào mọi người, mình tên là Phúc Mập. Phúc sống ở đây lâu rồi Đầu tiên Phúc đến đấy để dạy tiếng Anh. Phúc đã muốn dạy tiếng Anh một năm thôi, nhưng sau Phúc đến đây, Phúc rất thích sống ở Việt Nam. Phúc rất thích đồ ăn Việt Nam, tại vì có nhiều nguyên liệu tươi ngon and phức tạp khó hơn nước ngoài. Phúc đi bằng xe máy mỗi ngày rất dễ. Người Việt Nam là rất tốt bụng, Phúc có thể nói chuyện với người trên đường. Mỗi lần Phúc đi du lịch, đi bằng xe máy, nếu Phúc lạc đường, người trên đường rất vui khi giúp Phúc. Mọi người ơi, hãy đoán xem Phúc đã Việt Nam bao lâu rồi? Hột giết lửa, hột giết giữa, Trung Quốc lột Pháp sao đây? Hột giết lửa, hột giết giữa, Trung Quốc lộn Pháp sao đây? Bán gì anh? Bán tất cả, có bắp sao, có hột vịt lộn, có tất cả. Hột vịt lộn? Yeah, đây là miền Nam. Hột vịt lộn. Hột vịt lộn. Anh ơi, cho em bịch ché. Bịch ché, anh có bán ché không? Bán tráng. Ché. Bán ché. Ồ, hết hàng rồi. Hết hàng rồi. Mình có úp mè không? Nope, hết rồi. Hết rồi. Dạ không. Cái gì ông không biết, ông kêu hết rồi. À, cái này là rau gì hả? Cái này là rau thơm. À, Nam, cái gì, nó là gì vậy? Cái trắng trắng á. Bánh tráng trộn. Bánh tráng trộn à? Bánh bao nóng hởi thơm ngon đây. Bánh mì nồng đây, bánh mì nồng nhọn đây. Ai tha hủ em? Ai thảo hủ em? À, anh nói gì vậy? Ai thảo hủ em? Thảo hủ không? Ai thảo hủ em? Đúng rồi. Ai hột vít lên? Bánh giò, bánh trưng, bánh giò, bánh gà, thịt giò đây. Rồi, đó, giờ mới hết nè. Mua về chai. Rồi, bây giờ mình tháo nón ra nha. Này. Đó. Chất chơi luôn. Cảm ơn. Cảm ơn. Nhiều người ngạc nhiên khi thấy đầu trọc bệnh. Bình thường. Tại sao ở đây không có gì mà khu vực này nhiều quá vậy? Tại vì bồ của Phúc không có tóc, nên Phúc không có tóc. Di truyền à. Bởi không ai có râu đẹp như vậy. Yeah. À. Anh Phúc ơi, anh theo bố về Việt Nam lâu chưa? Ở Việt Nam lâu một tuần rồi. Hả? Một tuần rồi. Một tuần rồi. Yeah, đang bắt đầu công việc mới. Ghê thiệt. Anh Phúc bao nhiêu tuổi rồi? Bao nhiêu tuổi? Dạ. Yeah. Em nghĩ vậy. Em nghĩ là nhìn ngoại hình của anh thì 25 tuổi. 25? Oh, cảm ơn. Tại vì để đâu thôi chứ thật ra mặt rất trẻ. Sự thật là 31. 31 tuổi, nhìn trẻ. Vậy sao? Bây giờ anh Phúc ơi, tại sao anh lại có cái tên Việt Nam? À, passport. Phúc. Nó chưa đổi tên, bây giờ là Hurley. Tên trong baseball là Hurley. Hurley, but rất khó cho người viết, so đổi tên là Phúc Mập, đẹp trai nhất Hồ Chí Minh. Ôi nhưng mà cái tên Phúc Mập á, nó đã đi với anh được bao nhiêu lâu rồi? Đến Việt Nam bao nhiêu lâu? Mọi người gọi anh cái tên này bao lâu rồi? À, nó đồng hành cùng anh. Tên này Phúc có chắc là 4 năm rồi. Bạn nào đặt tên cho Phúc? Không phải là bạn, với một phụ nữ miền Bắc nói Phúc Bèo, rất là Bèo Phi. Sẽ ok Phúc Bèo, khi Phúc về miền Nam họ nói nó Phúc Mập. Phúc Mập dễ thương hơn. À, ở ngoài Hà Nội thì đặt là Phúc Béo. Anh Phúc ạ. Yes. Anh sống ở Việt Nam thì bao nhiêu lâu thì mình chưa tiết lộ. Bây giờ sẽ mời anh Phúc ăn một vài món của người Việt Nam hay ăn để thử xem anh là người nước ngoài. Vài món Việt Nam hả? Đúng rồi. Món nào? Thì đây, chúng tôi sẽ dọn lên cho anh nhé. Right. Đây là đặc sản Việt Nam hả? Đây. Đây là bún đậu mắm thơm. Thơm thế. Mắm bà khía. Ảnh sầu rín. Sầu rín. Có thể ăn được món nào? Yeah, Phúc có thể ăn tất cả mọi thứ. Chín mười. Ok. Ăn lẹ không là ông Kim Tử Long, ông sẽ ăn hết. Bắt đầu. Mà biết dùng không? Phúc ơi, Phúc cho em hỏi là Phúc lấy vợ bao lâu rồi? Vợ của Phúc trong mơ của Phúc lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi. Yeah, lâu lắm rồi. Ở Hà Nội thì đã từng ăn món này rồi đúng không? Dạ. Anh Phúc có con chưa? No, Phúc vẫn là trẻ trâu, chưa có con. Mà có vợ rồi hả em? Có vợ rồi. Rất là nồng. Dạ. Ôi ngon quá anh ơi. Oh, cảm ơn. Em nghe nói là người nước ngoài không có ăn được món này. Người nước ngoài này có thể ăn tất cả mọi thứ, không sợ gì đâu. Chấm mắm tôm kìa. Đó. Ngon không anh? Very good. Bình thường. Bình thường thôi. Đây mắm ba khía. Anh bàn thai đó không? Được If luôn. Anh Phúc ơi, anh đang làm công việc gì ở Việt Nam vậy? Phúc làm YouTuber. Cũng là MC. Cũng là giáo viên tiếng Anh. Giáo viên tiếng Anh. Anh cũng là người đẹp trai nhất Việt Nam. Biết rồi, đẹp trai hoài. Anh ơi, anh dạy tiếng Anh cho con nít hay người lớn? Tất cả mọi người. Có con 4 tuổi, có người lớn tuổi là 40 tuổi. Là anh mở lớp ra anh dạy hả? Phúc là chuyên nghiệp. Biết sao không? Tại vì em đang tìm giáo viên tiếng Anh mà em cần cái người mà phải có kinh nghiệm lâu năm để mà dạy được em. Thì anh dạy bao nhiêu lâu rồi để em biết rồi mai mốt mình làm việc với nhau, mình học với nhau. Anh có kinh nghiệm lâu năm chưa? Không vậy. Thông minh lắm, có gì không biết là giả bộ không hiểu. Đúng rồi. Rồi dùng. Ngon lắm. Yeah, chua bao đây là món mà chúng tôi mời người nước ngoài. Chúng tôi chỉ nói vậy thôi. Ăn người Việt Nam. Mắm tôm bình thường và chua bao giờ tự mòn ngoài bà khía. Bà khía rất là ngon anh Phúc ơi. Wow. Rất ngon. Quá ngon. Ăn bà khía với sầu riêng là cũng như vị của nước mắm. Đây, xin mời Phúc một muối sầu riêng. Phúc co một rau rất đẹp. Rau này luôn luôn có đồ ăn bên trong. Sau khi Phúc ăn sầu riêng, Phúc có sầu riêng trong rau một tuần luôn. Có sầu riêng trong rau một tuần luôn. Đâu có sao đâu mình. Vợ của Phúc là người Việt, so không có vấn đề. Because vợ rất thích mùi của sầu riêng. À, vậy thì mình ăn đi. Đúng rồi. Yeah. Chúng tôi sẽ nhắc lại, đây là những món chúng tôi mời người nước ngoài. Sầu riêng ngọt quá. Rất là ngon. Nó vừa ngọt mà nó vừa nhẫn. Thưa quý vị, đúng là sầu riêng ngon. Đôi khi làm chương trình chúng em cũng áp lực nhiều thứ lắm quý vị. Sầu riêng rồi đó. Phúc phải thôi. Sầu riêng. Đây là sầu riêng ngon nhất trong cuộc đời của Phúc. Thấy không? Chú bao giờ ăn thử sầu riêng ngon như vậy. Đúng rồi. Mỹ Du ơi, mình ăn sầu riêng ngon là mình phải có bạn. Bớt ăn lại Mỹ Du à. Có bạn. Không em đừng để anh nói chuyện. Thưa quý vị, trong thời gian mà bạn tâm sự với nhau thì chúng ta nghỉ ngơi, chúng ta chờ đợi. Biết rồi xếp hạng sẽ xếp hạng như thế nào? Thưa quý vị, chúng ta cùng giải lao trong giải lao.